mọi người, mình là Hoàng Dũng. Tên là Yến. Xin chào mọi người, mình là Đức Duy. Mọi người đừng hay gọi mình là Duy Mụi. Xin chào các bạn của Cốc TV. Mình là Đăng Hoa. Xin chào các bạn, mình tên là Yến Linh. Xin chào mọi người, mình là Trọng Hiếu. Hello, chào mọi người, mình là Bích Ngọc. Halloween party, see ya. Graveyard shift. Cái tiết mục DJ là mình được tham gia, nó khá là hot. Nên là xịn sò, khá xịn sò. Escape room, escape room. Còn thôi đi. Mình thì mình ấn tượng với người ta đó nhất mọi người ạ. Cái gì mà cũng thích hết chưa. Cóc Sài Gòn. Ơi. Cũng hơi độc thân. Eric Kun. Câu lạc bộ truyền thống Cóc Sài Gòn. Eric Kun. Trời ơi, easy. Có tất nhiên là có rồi. Tất nhiên rồi. Trời, năm rất là vui luôn á. Hôm nay tự nhiên mới tổ chức nữa chứ. Lớp đó 2020. Lớp đó mùa mấy hả? Mùa mấy hả? Mùa 3. Mùa 4. Nó cố tình nó phạt mày. Ê cái này ngon nè. Bắp rang bơ caramel. Bắp rang caramel hay là phô mai mốt? Thôi cái trên thì cái trên nghe ngon hơn á. Nè để đúng đi. Không, để tôi tự bấu. À. Thôi không, không ơi. Ở đây ngon. Thơm nắng nè trời. Thôi cái này thơm thiệt đó. Cái gì luôn á? Không phải mốc quá. Nó không phải. Nó như cái mùi rau muống. Tiệt, nó như cái mùi rau muống. Ủa gì vậy? Ủa? Anh đi. Anh làm gì trong đây nhờ? À, lớp lớp. Bạn tổ chức nha. Thôi nha. Ủa sao lấy hình ta vậy? Ủa sao trong đi đầy quá vậy? Lớp lớp 2020. Lớp lớp mùa 4. Lớp lớp season 4 cái gì? Đợt này vui lắm mọi người. Ê, ngôn ngữ không phù hợp với thần phong mỹ tục trên đài truyền hình nha. Thức ăn chó. Nope. Thì như hồi nãy từ khi ăn hết rồi á. Xin lỗi mọi người đến sau nha. Không dơ, không dơ. Ăn đi. 3, 2, 1, vô. Xuống lại thức ăn chó. Em trước giờ không biết mùi thức ăn chết chó mày như thế nào á. Cái mùi đó. Nó ngáy ngáy lắm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa tụi chó á. Lớp lớp. Đấy. Lớp lớp season 4. Tốt quá em đừng đọc season đó. Chị lại như biết season mấy đâu. Nhưng mà lớp lớp chị đọc luôn nữa. Em nó tối lắm em ơi. Mất trái cây. Tốt thôi. Cái hồi đó tối. Ok, Việt Nam nói là này. Mà đây nó có cái xô không em? Dạ không biết nó là cái gì nữa luôn. Mất trái cây có cái mùi thế này không? Mất trái cây. Em không biết cái mùi em bị chị là mùi gì đó. Chị cũng không muốn biết đâu. Một. Yeah. Valentine. Valentine đúng không mọi người? Nghĩ cho học tôi ngồi luôn à. Ok mà nói đi tôi mất à. Ok. Đúng vậy đó, y như mình cũng vậy đó mọi người. Valentine. Có 3 hoạt động là lớp lót, Covid Express với lại cái dating. Hackathon, hackathon. Không, cóc kè hút. Chưa thì ai biết. Đây. Đây. Mới gì ta hoài vậy. Ừ. Ủa là mày xuống mày thôi. Ra đây.
Con. Cái này là gì em? Cặp cỡ lắm. Chị không biết cái này. À, thì... Không biết thì ăn thôi chứ sao giờ. Đừng ép lên, hay là một giờ. Em ơi. Em ơi. Khá chắc là cũng một đôi rồi đó. I feel bullied. Được. Tôi nuốt được luôn. À, nếu nói về kinh nghiệm thì trước cái ngày mà Cốc Ca Hút được diễn ra thì trên fanpage Cốc Sài Gòn sẽ tung hình về một câu bất kỳ trong trong người câu hỏi của Cốc Ca Hút. Bắn càng nhanh càng tốt. Bắn càng nhanh càng tốt. Có hồi nãy sau hội trường á, Duy mới nói với tôi là ngon lắm mọi người. Nên là chắc ông sách lên cho chó gì không. Bye bye mọi người, mong mọi người hẹn gặp lại các số sau của Cốc TV. Anh khá vui, anh được ăn kẹo rất là ngon, một kẹo. Và anh lần đầu tiên anh mới biết là đồ ăn cho chó ăn mùi vị như thế nào. Mình hy vọng là mình sẽ có cơ hội để tham gia tất cả các cách nào trong khoảng thời gian sắp tới. Bye bye mọi người.